anh sẽ cố kiếm thật nhiều tiền. Anh sẽ xây cho em một căn nhà. Em nghĩ không có cần đâu. Chỉ cần ở gần anh và con là đủ rồi, mãn nguyện rồi. Dù giàu hay nghèo thì vợ chồng mình suốt đời vẫn ở với nhau mà. Anh hứa với em rồi đó nha, không được nuốt lời. Anh hứa với em, suốt đời này anh chỉ thương có mình em và con, được chưa? Mẹ. Gì đó con? Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang rửa rau. Nè, mẹ rửa xong rồi đem vô cho mẹ đi. Cái gì vậy mẹ? Cây lục bình đó con. Sao nó trôi hoài vậy mẹ? Nó có nhà không mẹ? Cây lục bình nó không có nhà, nhưng nó cứ trôi hoài hả? Mẹ ơi, bao giờ ba mới về hả mẹ? Con nhớ ba quá. Em. Dạ. Để chọn cái mấy tờ coi. Đây. Em chọn đi. Nhớ chọn số chúng rồi nha. Có tiền mà anh lấy. Anh nói cho em biết nha, anh trúng số này á, anh sẽ cưới em liền. Nghèo mà ham. Gì? Bé con, chú cho con nè. Con cảm ơn chú. Ê, chúng sớm hả mày? Chúng về chúng gió. Thôi đừng sợ đi mày. Vô coi đây. Chúng thiệt rồi, chúng thiệt rồi. Chúng anh chúng rồi em ơi. Làm vợ anh nha. Ê, nè, mọi người nhậu cho đã đi. Hôm nay tôi bao nha. Vô. Chúng thiệt rồi hả anh? Làm vợ anh nha. Dạ. Ngân ngân thôi
bóp bèo, người bỏ người trong lúc gieo neo, người đi như gió qua sông, bỏ quên dòng nước mênh mông nỗi buồn, người đi như gió qua thung ngã nghiêng bụi chuối xót xa nao nề, người đi quên hết lối về, giờ ngồi đây ôm con tim vỡ. Tình cũng nói trôi ta sống lên đến cấp chia đôi ngả, xa nhau biên biệt tan nát lòng người ơi. Lại đi nhậu nữa rồi. Tiền bao nhiêu cũng hết, hứa mua cho em chiếc xe hơi vậy mà cũng không mua. Thì từ từ. Từ từ gì? Tiền đâu? Đưa đây tôi đi mua. Hết rồi. Hay là gửi hết tiền cho hai mẹ con đó rồi. Cô im nha. Tôi không im. Hết tiền rồi anh xéo cho khuất mắt. Biến đi. Biến. Cô giỏi lắm. Tôi đi. Đi đi. Đi chỗ khuất mắt. Thôi tình thôi vì cũng bọt bèo, vì cũng bọt bèo, người bỏ người trong lúc gieo.